Rồi, hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì đầu tuần hàng về rất là nhiều luôn, ngập nhà luôn, hao đồ chơi, tất cả các dòng xe đồ chơi như kiểu từ Hyundai, Kia, rồi K250, K200, rồi Porter 150, Hyundai X8, Hyundai L25SL, Hyundai 110SL, XL, rồi HD72, rồi một số dòng xe của Nhật nữa và xe của Trung Quốc. Thì hôm nay thì bên mình về một số lượng hàng rất là lớn các bạn nhé. Hàng này làm bên mình phải đặt thì nó mới về được như này. Đó, thứ nhất là hàng đặt và thứ hai đặt trực tiếp qua một khâu nhập khẩu từ nhà máy Auto Clover bên Hàn Quốc về, và một trong những cái thương hiệu đẳng cấp nhất đồ chơi mạng. Đấy, như mình đã nói qua tất cả các video làm đồ mạ và đồ chơi từ cách đây 3 năm trước, mình đã nói là ở thị trường Việt Nam hiện tại anh em đang có xu hướng chơi đồ xe tải còn hơn cả xe con, và thứ hai là cái nhu cầu chơi thì càng ngày càng cao và đòi hỏi cái chất lượng đồ thì càng ngày càng là phải đạt đến sự level cao. Đấy thì anh em mới dám xuống tiền, và thứ hai là bản thân anh em mới có thể đi xa đi sâu được, vì ai vậy thôi. Chơi rồi mà đến lúc mà nó nhanh hỏng rồi cũng như là nó nhanh xuống cấp thì không ai chơi cả. Đó thì nha, khi anh em xuống một số lượng tiền để mua những đồ chơi mạng thì bên mình cũng đã phải đắn đo so kè nhập cái đơn vị nào và nhập cái hãng nào để cho tốt, vì cho qua quá trình lọc sàng lọc trên thị trường Việt Nam thì chỉ có hai loại hàng là đang đẳng cấp nhất và mình cũng khuyên các bạn là nên mua. Một là hàng của Auto Clover, hai là Kia Rong, là hai cái thương hiệu lớn nhất về đồ chơi xe tải bên Hàn Quốc và cũng như là một số cái dòng xe khác có sản xuất cho nữa. Đó, và đồ mạ nó rất là đẹp, và thứ hai là các bạn dùng bền lâu, rửa nước rồi quá trình chạy trên đường các thứ nó không bao giờ bị tình trạng bong chóc. Còn trên thị trường Việt Nam thì có rất nhiều các đơn vị nhập hàng về, nhưng mà có rất nhiều loại hàng, thì cái đấy thì mình không không dám gọi là phân biệt, để không dám gọi là chê trách người ta, nhưng mà đấy là do túi tiền của có thể là và cái nguồn hàng của người ta chuyên cung cấp cái hàng đó cho thị trường, và bên mình chỉ có làm hàng xịn thôi. Mình nói từ xịn ở đây là cái đồ này là đồ đẳng cấp nhất thị trường Hàn Quốc, không ai đẳng cấp hơn nữa đấy các bạn nhá. Các bạn lưu ý là xịn nhất thị trường Hàn Quốc và xuất sang Việt Nam là đẳng cấp nhất. Còn anh em nào dân chơi nói đến từ Auto Clover và Kia Rong đồ chơi thì anh em khỏi phải nói nhiều rồi, chất lượng thì nó phải nói hàng chục năm. Hôm nay thì hàng về rất là nhiều, và hôm nay thì mình nói hơi nhỏ thì các bạn thông cảm một chút nhá. Đây các bạn, mình quay cho các bạn xem này, hàng về rất là nhiều luôn. Đó, hôm nay thì có một số những cái mặt hàng mới về mà có thể là anh em hôm nay mới có thể biết tới. Đây, để mình lấy con dao mình rạch nó ra cho mọi người xem. Đây, hôm nay thì về gần như là đầy đủ hết đồ các bạn nhé, từ EX8 này cho đến đồ tất cả các dòng xe luôn. Hôm nay thì về rất là nhiều các bạn ở đây này. Ốp gương HD màn đủ này các bạn này. Hôm nay thì mình nói không được to thì mong các bạn thông cảm nhá. Ốp gương bản đủ, ốp gương các bạn này. Đó các bạn này, ốp gương. Đó, ốp gương, ốp gương bản liền nhá các bạn nhá. Bản liền đấy, bản liền thì cái đít xe đít nó như này, hàng auto chuẩn luôn. Đấy, bên này thì rất là nhiều lẹp chân kính, gần gần 100 bộ lẹp chân kính, 50 bộ của K250, 50 bộ của Porter 150 và 30 bộ của X8. Đấy, bên mình bán rất là nhiều. Đây là lẹp chân kính các bạn nhé. Các bạn nhìn vào những cái catalog này các bạn sẽ biết là nó lắp ở vị trí nào này. Đây, mình rạch ra thì nó hơi dài, hơi lâu, nhưng mà mình sẽ quay nhanh các bạn xem. Ô chân kính. Đó, chân kính nhá các bạn nhá, toàn bộ hàng auto hết đấy. Đấy, và hôm nay thì có cái gương, hôm nay thì có cái gương. Ôi chết rồi, Trung ơi mưa. Ôi chết rồi, nhọ rồi. Ôi các bạn ơi, trời bắt đầu cơn mưa, chết rồi, chết rồi. Bốc 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 rồi, Trung ơi mưa to không? Nhưng mưa to thì bốc vào luôn không? Đấy các bạn nhá, đây là hôm nay có cái này mới về các bạn này.
có cái ô gương của Volvo 3 điện này. Ô gương Volvo 3 điện lắp cho dòng Volvo 3 các bạn nhé. Lắp vào dòng K50 lên lên đời gương điện đấy các bạn ạ. Đấy, cái này thì mình sẽ điện cho anh Dũng ở Phú Xuyên. Anh đặt mình rất là lâu rồi. Mình sẽ điện cho anh ấy qua lấy. Ô cho mọi người xem. Đó, anh em thấy không? Rất là nhiều đồ luôn. Chết rồi các bạn ơi, mưa rồi các bạn ạ. Đấy, đây là toàn bộ đồ chơi thôi. Chắc là bây giờ mà mình mà bóc ra thì sợ nó mưa to quá. Bắt đầu nó lại đang mưa, thành ra là mình sợ nó mất hết đồ thì thôi, thì cho mình để đây trong bình gian bốc thôi. Định quay cho các bạn xem hết tất cả các đồ cơ, nhưng mà vì trời nó lại đang cơn mưa các bạn ạ, thế nên thành ra là mình chỉ quay qua như vậy thôi, còn đồ thì rất là nhiều. Chỉ báo với anh em là hàng về thì anh em có thể ủng hộ mình. Rất là nhiều đồ luôn. Đấy các bạn nhá, rất là nhiều đồ luôn. Anh em nhớ thì qua ủng hộ mình theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038, cũng như là 02438616426 nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức giúp mình nhé. Đồ về rất là nhiều luôn. Quay qua cho mọi người xem. Đây là toàn bộ đồ mạng các bạn nhé, rất là nhiều luôn. Nội thất này, rồi EX8 này. Đấy. Rồi ốp này. Đó, các bạn ủng hộ mình nhé.